Phương Thư xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Người dân muốn biết với nghị viên Nguyễn Tâm. Hàng tuần trên làn sóng của Biên Thao Radio cuối tuần, với những câu hỏi mà quý vị gửi vào cho chương trình, thay mặt cho nghị viên Nguyễn Tâm, chúng tôi, người điều hợp chương trình, rất là cảm ơn sự quan tâm của quý vị và chúc quý vị có một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Phương Thư xin gửi lời chào đến nghị viên Nguyễn Tâm. Thưa tôi là Nguyễn Tâm, hân hạnh chào tái ngộ cô Phương Thư cùng tất cả quý thính giả của đài. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đang hưởng một ngày cuối tuần rất là đẹp trời để chúng ta chuẩn bị vào mùa hè, thưa ông. Vâng, Phương Thư tưởng rằng hôm nay là nghị viên Nguyễn Tâm chắc là đến trễ, là vì chắc đêm hôm qua có thức khuya để mà theo dõi cái trực tiếp truyền hình từ bên Anh về đám cưới của hoàng tử Harry. Thưa có nghe nói là 4 giờ sáng mà có là đúng là cái lễ hồi xưa thì chắc mình rất là hồi hộp theo dõi, mà có lẽ mình cái là quá tuổi thơ mộng. Nhưng mà sáng nay đó thì nhận từ Facebook đó thì mấy cô phụ nữ thì họ phê bình nhiều hơn, họ có đưa 2 tấm hình, nào là tấm hình cách đây mấy năm mà cô công chúa lấy ông anh á, so với cô này thì cô Kate. Họ, đúng là cô Kate gì tên Middleton thì họ có nhận xét, tôi đọc nhanh thôi chứ mình không dám, nhưng mà để coi các cô bạn cái gì họ nói là coi cái áo nó đơn sơ quá và cái tóc của cô là sẽ đại khái như vậy. Họ nói là cô này không có chải chuốt, mà có thật không, đưa thêm 2 tấm hình lên ấy, thì công nhận cô Kate trong đài cát, trong tươm tất, trong có vẻ công chúa hơn. Còn cô Meghan này có vẻ hơi bình dân kiểu Mỹ ha. Đó là nhận xét của họ về ông chúa. Nhưng mà thật ra tôi thức khuya việc khác thức khuya lo chuyện vận động thì được, chứ còn cái chuyện này thì còn được. Nhưng mà cũng một chuyện rất là câu chuyện, như là fairy tale, câu chuyện thần tiên, để đem lại một chút thơ mộng cho cuộc sống cũng hấp dẫn. Dạ vâng, Phương Thư đùa tí thôi. Chứ thưa quý vị, chương trình bắt đầu lúc 3 giờ thì nghị viên Nguyễn Tâm đã đến trước với đài để mà chuẩn bị sẵn âm thanh đủ thứ hết để mà có thể gửi đến chương trình cho quý vị mọi sự đều. Dạ, trong tuần qua nếu có mất ngủ là vì nhiều cư dân gọi hỏi điện thoại nhiều thứ. Đó là thành ra mình nhân tiện chia sẻ hôm nay. Đơn cử là gọi cái gì nhiều nhất cho nghị viên Nguyễn Tâm? Thì đó, một số câu hỏi mà họ có gọi của đài đó là nhiều thứ. Ví dụ như là liên quan đến bầu cử đúng không ạ? Đúng rồi, là có nhiều chương trình cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến bầu cử. Vâng. Dạ. Thế thì bây giờ Phương Thư sẽ chuyển một vài câu hỏi đến nghị viên Nguyễn Tâm nhé. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Thì có người hỏi là họ lỡ ghi tên vào chỗ người giúp đỡ mình điền đơn, thì họ đang e ngại là không biết là cái phiếu bầu của mình có bị loại hay không, họ phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, thưa đây là xảy ra rất nhiều, phải nói thật sorry, xin lỗi là người Việt Nam bị nhiều, tôi cũng bị nhận cú điện thoại lắm, là cái bị thêm màu trắng ra, thì trong đó là có 3 cái tờ bầu cử, rồi 2 tờ hướng dẫn và cái bị màu xanh. Xin nói rõ, bị xe màu xanh đó đằng trước họ đóng một dấu to rất là mực đỏ nha, họ nói là vui lòng đừng có dán tem, đó rất là rõ ràng là thứ nhất. Điều thứ hai đó, cái mặt sau nó có 2 chỗ để ký chữ ký, thành ra tôi phải công nhận là lý do tại sao người ta confused. Bên góc trái ở dưới là chữ ký của mình, và bên phải lại có một chỗ nữa cũng chữ ký, thành ra nhiều người đồng bào mình cứ tri ký ký lộn ở chỗ bên tay phải là thế. Cũng rất may nhiều người có gọi cho tôi, thì tôi nhắc họ thế này, lỡ ký bên tay phải không sao, cứ ký thêm bên tay trái mới là cái chính. Có người chỉ lỡ ký bên tay phải không, có đó thì quá thật hơi phiền. Và cái thật đó, tôi thưa quý vị, họ sẽ lấy chữ ký của mình, họ so với cái đơn mình điền tên, hoặc là so với cái DMV. Mà quý vị không ký bên tay trái thì rất là tiếc, mà ký bên tay phải không thì hơi uổng. Nhưng bây giờ tóm lại để trả lời câu hỏi thế này nè, nếu lỡ ký bên tay phải không sao, cái điều quan trọng là phải ký lại ở bên tay trái là chỗ chính. Nó có 2 hàng tên ở trên ký tên nhé, và dưới đề địa chỉ, là 2 việc cần làm. Còn bên tay phải là như thế này, ví dụ như là xin phải nói cho rõ, chỉ những người nào trực thuộc gia đình, anh chị em, con cháu giúp đỡ cho người lớn tuổi, người bị mắc kép, vân vân, hoặc là người nào chỉ định pháp lý đó, thì mới được quyền làm. Lý do họ không muốn
ví dụ như 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 tôi đi, ví dụ như vậy thì họ không muốn tôi là đi tới lấy phiếu người ta đi làm gì, tức là không được người khác, không được người lạ mặt lấy phiếu. Người nào lấy phải phải ghi cái tên, ký địa chỉ rõ ràng. Thành ra đó là lý do tại sao có cái bên tay phải. Thành ra cái đó là cho người khác khi nào giúp cho mình, ví dụ vấn đề trở ngại ngôn ngữ, vấn đề khó chịu viết hay đau tay hay là gì đó, ký không được. Tôi có trường hợp quả thật là tôi biết một một người, vì một một bác gái có lẽ bà nói thật là Việt Nam chưa đi học, thành ra cô không biết đánh dấu sao thì nhờ ông chồng, là ông chồng phải ký thì tay phải như vậy. Ngoài ra xin tóm lại, chúng ta phải ký bên tay trái, là bên tay trái chủ ký chính đó, bên tay trái dưới đó là liên quan chữ ký, đó là một trong nhiều câu hỏi mà quý vị đã gọi hỏi vào. Tiếp theo một câu hỏi liên quan đến bầu cử khác, đó là họ lỡ họ vòng một cái vòng tròn tên của ứng cử viên nhưng mà họ muốn sửa lại, họ muốn đổi À, thì vâng, làm thưa sao? thưa nói chung tóm lại về vấn đề của lá phiếu của cử tri bầu cử thì bên phòng bầu cử họ không có quan tâm những cái khác, họ chỉ muốn yêu cầu như thế này: bầu cho người nào thì gạch cái mũi tên nối lại với nhau, họ để mũi tên nó đứt làm đoạn đó, thì lấy cái viết đen hay viết xanh đó gạch một đường nối với nhau thôi, họ chỉ yêu cầu làm chừng đó, còn tất cả cái chữ viết khác, tất cả cái khác đều không quan trọng, chỉ xin một điều gạch một cái thôi, đừng gạch hai người, gạch hai người là vô hiệu hóa. Tóm lại là lỡ gạch vòng tròn tên hay viết cái gì đó doesn't matter, nó không không quan tâm. Muốn có người cẩn thận thì lấy cái white out rồi white nó ra cũng được, hay là không cần cũng được, cái quan trọng là có gạch nối hay không. Vì vậy nếu ví dụ như bầu cho ông thị trưởng Senator Cardo để đi vòng cái tên của ông không thôi thì tội quá, ông sẽ rất là tiếc, ông biết từ đâu rất là tiếc. Thì vì cái đó không được tính, là vì sao? Computer nó đọc, computer mình bỏ vào máy đó, computer nó chỉ tìm cái chỗ gạch nối đó để nó hỏi nó là có gạch hay không, còn vòng tròn thì họ không tính. Thành ra tóm lại là câu hỏi thế này, như để trả lời câu hỏi đó là cái chuyện gặp vòng tròn hay sao không thành vấn đề, cái chính là có gạch nối cái tên, cái mũi tên của người mà mình muốn bầu hay không, còn nếu không làm việc đó thì coi như là mình không bầu cho người đó vậy. Và nếu mình gạch hai người, phiếu mình bất hợp lệ. Tóm lại họ có hướng dẫn rất là rõ ràng, họ gửi bì thơ, họ có hai tờ hướng dẫn cộng tờ màu vàng và không dán tem vân vân, thì nói rõ là cứ coi cái mẫu đó, lấy cái viết gạch nối cái mũi tên lại là cái cách bầu, cái cách gạch cho đúng thưa quý vị. Dạ vâng. Cái câu một câu hỏi khác liên quan đến bầu cử nữa mà quý thính giả gửi vào cho đài, đó là họ có phải gạch chọn hết tất cả các đề mục, mọi dự luật, mọi ứng cử viên hay không? Câu hỏi này của một người cử tri có lương tâm. Tôi rất là cảm ơn sự quan tâm đó, quá thật. Tôi có được, cũng có một số người cũng có gọi như thế, và cũng khi hỏi thì chúng tôi cũng kiên nhẫn trả lời từng mục. Mà tôi thưa quý vị, không lẽ là tôi nói ra cho quý vị nghe. Nhưng mà thực tế là như thế đó, theo tôi chủ trương thế này. Đương nhiên nếu quý vị bầu được thì tốt, chúng tôi cảm ơn việc đó. Nhưng quả thật có một số dự luật nó phức tạp quá đi, mà chính tôi bản thân tôi đọc tôi cũng không hiểu nó đi về đâu nữa. Thành ra mình chỉ cần như thế này: chọn cái ứng cử viên nào mình muốn, chọn cái dự luật nào mình muốn, chọn cái điều nào mình chọn là mình bầu. Có những việc khác tôi đề nghị thế này: nếu mình không biết đó, thì đừng có bầu, bực rửa gạch. Tại vì sao? Nếu mình không biết mà mình làm như thế thì nó làm uổng cái lá phiếu của cử tri khác đi, nó làm một cái sự quyết định mà nó uổng đi, mình mai mốt mình thấy nó không tốt cho mình về sau thì mình trả lời làm sao. Chẳng thà cái gì mình biết mình nói không biết, tôi không biết, tôi chủ trương cái thái độ thực tế và thẳng thắn của người Mỹ rất là hay, họ có khuyên nhau như thế: chúng ta chỉ sử dụng lá phiếu đúng cách, còn nếu không biết đừng làm. Vì thế đừng có lo, họ không trách gì, họ chỉ muốn biết. Ngay cả họ gửi mình ba cái tờ phiếu nha, mà quý vị ví dụ chỉ chọn một lá phiếu, chọn một người ông thị trưởng hay một người nghị viên cũng được không sao, còn những cái khác là quyền quý vị. Xin tóm lại, xin nói rõ cho nó là quyền tự do bầu cử quý vị, là có quyền không bầu. Thành ra cái sự không chọn lựa của mình cũng là một thái độ bầu cử vậy. Vì thế có thể mình không thích cả ba bốn người, 27 người thống đốc vân, nhưng mà tóm lại để trả lời câu hỏi của quý vị thính giả là quý vị yên tâm, không nhất thiết phải bầu mọi người, chỉ chọn cái nào mình biết dứt khoát rõ ràng, yes cho người này hay là no cho dự luật kia thì mình làm, còn không tôi đề nghị đừng có làm cái đề trống không sao đâu.
Quả thật cái câu trả lời này làm Phương Thư cũng nhẹ cả lòng là Oh, vì sorry. mở ra nhiều trang Đúng quá rồi. mà nhiều khi mình không hiểu thấu, mình nhức cả cái đầu mình cũng phải vận dụng hết, nhưng mà thật sự làm sao hiểu Tôi thú thật của Phương Thư đúng vậy. Tôi không phải tôi nói quá, mà chính tôi đọc tôi cũng thú nhận là tôi đọc có tới luật thứ nhất, tới luật thứ ba tôi không hiểu gì hết. Không không hiểu là họ muốn nói cái gì chứ phải gì không đâu. Thành ra mình thông cảm nha, thành ra quý vị yên tâm, nhiều thứ mình không biết đường chừng hết đâu. Tức là đơn giản hóa vấn đề và hiểu Vâng. được tầm quan trọng của lá phiếu của mình bằng cách chỉ có chọn và gạch những cái gì mà mình thật biết rõ và mình muốn. Đúng Đúng thế không bao giờ. ạ? Rồi, thế thì xin cảm ơn phần chia sẻ của nghị viên Nguyễn Tâm. Liên quan đến vấn đề bầu cử thì nghị viên Nguyễn Tâm có điều gì muốn chia sẻ cùng Thưa với quý thính giả? thưa đúng thế, quý vị thấy như cô Phương Thư, mọi người xé ra là mình sáng hoàng ba cái tờ rất là dày, nó có tờ E nhá, B và C nhá. Rồi à, bây giờ tôi đề nghị thế này, để tôi đi lần được, tôi lựa cái dễ nhất là cái C đi, cái C đó, cái section C đó là trong đó có hai cái mà tôi đề cần chia sẻ với quý vị, vì mấy ngày hôm nay có người hỏi đấy, hỏi là thưa ông Tâm xin giải thích cái B với cái C là cái gì trong trong cái tờ C đó, trong cái tờ C nha, nó cũng có nhiều cái dự luật mà cái luật cuối cùng là trang cái chữ B và cái C, vì sao nhiều người nhận được cái thơ đó, một số thơ ủng hộ cái B chống cái C, ngược lại đấy thì trong cái thơ khác cái giấy quảng cáo đó là chống cái B và bên cái C, trong đó có mang tên của tôi và 10 người nghị viên và của ông Mayor, và xin được giải thích như sau. Cái measure B đó trên nguyên tắc họ bảo rằng là để xây nhà cho cao niên và cho cựu chiến binh, nghe rất là tốt đẹp. Thực tế là như thế này, tôi ví dụ để quý vị hiểu nè. Như có quý vị, họ có người họ lái xe vào xóm của mình, họ bảo là họ sẽ xây 1.000 căn nhà bên cạnh xóm của mình, họ sử dụng con đường của mình, bảo không cần hỏi ý kiến mình, và cái đường mình có hư họ cũng không sửa luôn. Đó là tóm lược measure B là vậy đó. Có nghĩa là họ muốn xây 1.000 căn nhà Evergreen mà họ không quan tâm gì tới con đường Tully và con đường Quimby, là hai con đường vào đó họ nói kệ, chúng tôi cứ bị đi tự nhiên, chúng tôi không đóng xu nào hết. Vì thế là measure B là như thế đó. Họ chỉ nói là xây nhà cho senior, cho veteran. Thực tế không phải như vậy, đó là hẳn cái đầu tư rất là lớn. Họ bỏ ra mấy tỷ đô la họ xây 1.000 căn nhà, và họ gọi là cho nhà cho con điên. Thì đó là lý do tại sao mà thành phố San Jose rất là lo và thấy rằng là nếu xây nhà như vậy mà không kiểm soát đó thì thành phố sẽ rất là vất vả trong tương lai. Vùng Evergreen, vùng Tully Road, Quimby Road sẽ không có chỗ xe mà đi. Đó là lý do tại sao mà thành phố San Jose yêu cầu người dân đừng có giúp đỡ, phải sáng suốt, đừng có bỏ phê measure B. Tôi xin trình bày hai bên lý lẽ cho quý vị hiểu như thế đó. Còn chuyện chọn lựa là quý vị, đó là measure B. Còn measure C là gì? Measure C là sao dây để đáp lại cái measure B là như thế này, là chúng tôi sao dây yêu cầu là bất cứ người nào muốn xây nhà, muốn muốn develop đó, thì quý vị phải chia sẻ quan tâm với người cư dân chung quanh đó. Quý vị phải biết đóng góp tiền sửa đường, trường học, cứu hỏa vân vân như chúng tôi đang đóng. Đó là measure C. Đó, tôi xin nói sơ như vậy quý vị hiểu rằng cái một cách tóm lược giữa B và C. Vì thế thành phố San Jose, ông thị trưởng cùng toàn thể nghị viên yêu cầu bà con mình hãy bỏ cho cái measure C, tức là community đó. Còn measure B là billionaire, cho ông tỷ phú, ông đầu tư cái cho nhà cửa. Đó là cách mình trình bày như vậy. Không biết có đủ để nó đáp lại như lời quảng cáo tốt đẹp từ từ một tháng nay quý vị nhận được bao nhiêu cái quảng cáo rất là đẹp của MGB hay không. Thì đó là về cái trang trang C đó, thưa cô Vân Thư và thưa quý vị, tôi trình bày sơ sơ như thế quý vị hiểu nha. Bây giờ trở lại trang trang E đi, là cái trang mà Nghị viên Nguyễn Tâm còn cái mục mà ri ri đó là cái chế G là 49 đồng tiền nói ra thì cũng khổ, là có nghĩa là lấy thuế quý vị để xây trường, không có gì hết, là đến thuế trường xây trường. Eastside đó Ok. họ xin đóng 49 đồng cho 7 năm để lấy tiền sửa trường, đại khái như thế. Ok. Thì khi nói đến việc đó thì đương nhiên chúng ta ai cũng cắn bụng say yes, mà thật ra rất là khổ khổ tâm. Mình say no á
thì cái trường ốc nó cũ quá, con em học nó không được. Mà say yes ấy, thì mình nay đưa nó thuê. Ok, hiểu Measure rồi. G là xin 49 đồng cho 7 năm. Đó là tùy quý vị chọn được, thành ra tôi Rồi. cũng chẳng vui vẻ gì đấy, để mình cần tôi giải thích là Rồi. như thế. Đó là B, C và G, Có tăng lẽ lên với là tăng cái C. đoạn cái mục này nó rất quan trọng. Phương Thư vừa rồi có nốt lại để mà có thể lặp lại một lần nữa cho quý vị, để mà quý vị có thể hiểu rõ hơn. Tại vì cái này nếu mà chúng ta không hiểu rõ mà chỉ cần trật đường rèn cái, nó có nhiều cái phiền toái mà không có làm gì được hơn cả. Trong cái trang C như là Nghị viên Nguyễn Tâm nói, thì trong đó mình có thể là bầu cho B, C hoặc G. Thế thì B là gì? B là xây nhà cho quý vị cao niên và chiến binh, cựu chiến binh. Nếu mà chúng ta mới đầu mà nghe đọc xây nhà cho quý vị cao niên, ôi trời sao nghe nó lý tưởng quá, nó được quá. Thế thì đánh dấu vô một cái á, là coi như á, đường phố mà khi cái chỗ nào mà nó được xây á, nó chật chội thêm, nó đông đúc thêm, nó bụi bặm thêm, nó ồn ào thêm, mà mình không có lợi gì hết. Cái C đó là thành phố San Jose yêu cầu share cái cost. Nếu mà quý vị muốn xây cái gì trong cái khu phố của tôi thì quý vị phải share cái cost đó với tất cả các cư dân để mọi người cùng coi như đồng lòng cùng hưởng những cái lợi ích nào đó, đúng không ạ? Thưa, có một phương thư cô đã một cách tóm lược rất là đơn sơ và dễ hiểu như thế, và tôi rất là cảm ơn. Lý do thế này, bên công ty B đó họ có gửi cái thơ, họ chống được cái C. Họ nói cái C là luật cái thành phố San Jose tăng tiền thuế. Thưa quý vị, đúng rồi, chúng tôi tăng cái ông đó đó, bắt cái ông đó phải tăng tiền chứ không phải là tăng quý vị. Có nghĩa là cái người nào mà xây công ty tới xây nhà để hưởng lợi đó, làm ơn trả tiền sửa đường cho chúng tôi, làm ơn phải mở đường rộng ra hoặc xây thêm đường mới cho quý vị chạy, chứ đừng chạy lấn khu phố chúng tôi. Thì bên bên B đó họ gửi cái loạt thơ ra, ồ hình ảnh đen lòm, họ nói là sao dê lén lút gia tăng tiền thuế xây nhà, cản trở việc xây nhà, đại khái như thế. Thì đó là hình định chung, nhưng mà cảm ơn sự giải thích rất là khôn khéo và dễ hiểu của cô Phương Thư là hai vấn đề này quá thật là phức tạp nhé. Rồi, xin mời nghe đưa ở tâm đi. Rồi, đó là trang trang C, đúng rồi. Bây giờ trở lại trang 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 B, đi lần lượt lên trang B thì nó có một vài điều. Ví dụ như quận 7, mỗi nó có bên ở mình có những quận lẻ 1 3 5 7 9 là những nơi mà có bầu cử nghị viên nha. Đó, 1 3 5 7 9. Quý vị ở 2 4 6 8 10 thì không có. Thì đừng có thắc mắc. Có người đã gọi la tôi tại sao không thấy tên đâu. Thưa quý vị, ở khu khu chảnh 2468 thì không có bầu nghị viên năm nay, chờ 2 năm nữa nhé. Vì vậy chỉ bầu cho quận lẻ thôi. Thì tùy như quý vị đã biết rồi, thì trong trong các tôi có tên trong trong quận 7 thì là tôi không dám nói nhiều, mà tùy quý vị chọn lựa. Rồi lên trên tí xíu là mayor, là thị trưởng đó. Tôi đang nói về cái tờ B đó. Tờ B thì trên trên nghị viên là có thị trưởng, thì có ba bốn người, bốn người dự thi, và trong đó có ông thị trưởng Senegado quý vị biết rồi. Ngoài ra có ông bạn của tôi là giáo sư Phạm Quang Minh, giáo sư hồi hưu, cũng cũng chịu khó, cũng bầu cử, cũng rất là ngộ. Thì tôi xin trình bày quý vị biết thôi, tôi không dám khuyên bảo ai bầu cho ai, nhưng mà quý vị chọn được người chọn lựa nha. Rồi gồm có nghị viên, thị trưởng, rồi bên lên trên tí nữa có một cái này rất là khổ khổ tâm, là có nên bãi nhiệm ông thẩm phán Aaron Perksky hay không. Cái này khổ, chúng tôi nghe bạn bè với nhau thì nhiều người phụ nữ mà chống đối bạo hành hiếp dâm đó là ghét ông George này lắm. Tôi cũng rất thông cảm cái tâm sự đó, là vì sao ông Perksky này chỉ phạt có 6 tháng tù một cái người sinh viên của Stanford, cái chuyện mà đè cái cô nữ sinh bị say ra đó. Khổ một cái là những người khác bên tòa án họ lại binh động bảo rằng ông không được, như sao ông chỉ chiếu theo bản đề nghị của sở quản chế mà thôi. Đó là sự chọn lựa quý vị. Tại vì sao, nếu người thẩm phán mà cứ bị dọa bãi 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 nhiệm đấy, người nào cũng sợ hết. Vậy thì cái hình trừng phạt họ không công bằng. Mai mốt tới phiên mình bị ra tòa trước mặt ổng mà gặp cái người sợ dọa một cái là phải lo phạt nặng, thì có phải oan cho mình không? Họ phải xử mình cái công bằng và không sợ áp lực quần chúng. Đó là lý luận binh chống ông Persky này. Thành ra tùy quý vị, tôi không dám đề nghị với phân tích chung quý vị chọn lựa. Một bên thì bảo rằng ông nhẹ tay với cái người tội phạm tấn công tình dục là không được, một bên bảo rằng là
ông mới không phạm luật, ông chỉ theo đúng thủ tục mà thôi. Nếu phạm là phạm lỗi cái sở quản chế đề nghị bản án thấp, ông nói theo. Họ bảo rằng nếu mà ép ông mà bãi nhiệm ông, có nghĩa là từ nay về sau, người thẩm phán nào cũng sẽ phải sợ áp lực người dân. Cứ nằm ngay ngáy như vậy. Mà muốn tới phiên mình ra tòa họ phải xử nặng tùy theo người dân, tôi thấy cũng hai bên đều có cái lý. Đó về ông George Bursky nha. Rồi tôi lên trên, đi tiếp cái răng B đó. Thì chúng ta thấy là qua trang B1, cái trang B thì có ông Ashkandra có một mình, không có đối thủ, là dân biểu đó. Rồi bài dân biểu Zolov lên liên bang cũng không có đối thủ. Đó là thì hai cái phiếu quý vị dễ chọn lựa rồi. Ngược lại Senator là liên bang Hoa Kỳ về Thượng viện liên bang đó, có tới 29 ra người ra tranh cử, bà Dianne Feinstein. Bà đã 81 tuổi rồi, rất là kinh nghiệm lão luyện mọi thứ. Nhưng người ta bảo thôi đủ, bà về hưu đi dùm đi. Thì đó là tùy quý vị chọn lựa. Có 29 người biết chọn ai bây giờ. Đó là trang đang B đấy, thưa phần tư. Hôm nãy tôi nói nhiều quá nhưng mà xin nói sơ quý vị hiểu trang B vậy đó ha. 29 người điểm danh không. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta còn vài phút, chúng ta đi nhanh lên trang trang A nhé. Trang A, trang đầu tiên, cái tờ E đó thì cũng thế. Có ông governor, cái chức governor thì 27 người tranh cử đó. Thì trong đó có một người tôi cũng nhiều người cũng mê ông này là ông Gavin Newsom, cao ráo đẹp trai. Giỏi, mà ông có vẻ hơi cấp tiến quá. Nhưng mà đó ông Newsom trong 27 người nữa. Đó là cái chức mình biết. Còn thú thật tôi thưa quý vị, từ tiếp theo là Phó Thống đốc Lieutenant Governor, rồi Bộ trưởng Nội vụ Secretary of State, rồi Giám sát viên Controller, Bộ trưởng Ngân khố Treasurer, và Bộ trưởng Tư pháp Attorney General. 4 người, tức là tùy theo quý vị chọn lựa, chúng tôi không biết họ là ai để mà chọn được. Chỉ có một điều tôi xin thưa với quý vị là những người bạn Nhật Bản tiếng Việt đó rất là phiền lòng khi thấy California, nói chung là San Jose, họ dùng người thông ngôn rất là bực mình, nó không có thích hợp. Ví dụ như cái bộ trưởng nội vụ, họ dịch là tổng thư ký tiểu bang, là Secretary of State đó. Họ để Secretary of State mà để là tổng thư ký tiểu bang. Tôi xin nói là cái người đó dịch rất là sai. Vì sao? Cái chữ Secretary of State của liên bang thì bảo tại sao biết dịch là bộ trưởng ngoại giao. Phải nhập gia tùy khúc nhà văn tùy tục, tùy cái mạch văn, tùy cái giá trị mà hiểu, đừng có dịch từ chương. Bộ trưởng bộ ngoại giao là ví dụ như Việt Nam nó khá là Department of Foreign Affairs, nhưng nước Mỹ là Secretary of State, là bộ trưởng ngoại giao. Còn riêng với tiểu bang đó, Secretary of State có nghĩa là bộ trưởng bộ nội vụ. Làm ơn về đúng vai trò như thế là một. Thứ hai, cái chức mà treasurer không phải là thủ quỹ, khổ quá. Thủ quỹ là cái hội đồng hương của mình mới thủ quỹ. Còn ngân sách tiểu bang là 133 tỷ đô la. Quý vị có biết là ngân sách đó là bằng toàn bộ kinh tế của nước Việt Nam của mình, 100 triệu dân. Đó là bộ trưởng bộ ngân khố rất là lớn. Ông John Chang một năm ông xử biết bao nhiêu kinh tế mà lớn, đứng thứ 5 toàn cầu thế giới, thưa quý vị, không phải là chuyện nhỏ. Mà người dịch đề là ông tiểu bang thủ quỹ, khổ quá đi. Xin lỗi, tôi phải nói hoài nhưng mà tôi thông cảm nha. Rồi phải nói đúng rồi, tại vì rõ ràng tôi đồng ý. Và sau bầu cử này tôi sẽ viết cái thơ lên để phản đối cái chuyện nhân tiện tôi mở ngoặc. Họ không dùng những người thông ngôn giỏi ở Cali này, họ gọi cho một công ty Denver, và công ty Denver đó gọi về Việt Nam, dùng những người thông ngôn trẻ ở Việt Nam rẻ tiền mà không biết cái ngôn ngữ tại Mỹ. Đó là điều tôi rất là bất bình. Và tôi sau cái cuộc bầu cử rảnh rỗi rồi đó, tôi sẽ có khiếu nại chính thức lên trên các người tiêu bạc. Đúng rồi, đừng có thông cảm nha. Đó là dạ, mỗi lần nói cũng tức bất bình mình về những cái chuyện này lắm. Có nhiều cái chữ mà được thuê dịch ở trên báo dạ chí rồi họ phát á, và chính mình tiếng Việt mình không hiểu cái gì cả thì làm sao ai hiểu. Đúng thế, là cái văn từ của chính gửi ra mình đọc không hiểu, đọc bằng chính dễ hiểu hơn. Mà tôi sẽ khiếu nại việc đó. Cảm ơn quý vị. Rồi thì đó là xin tóm được sơ trả lời cho quý thính giả liên quan cái bầu cử ngày hôm nay, thưa quý vị. Rồi, thưa thơm, về lễ chiến sĩ Trần Vong trong cái địa phương này thì có tin tức gì? Thưa đúng thế, quý vị biết ngày tuần tới đây là chiến sĩ Trần Vong, thì riêng tại Oak Hill ngày thứ 2 28 đó, thì lúc 10 giờ rưỡi sáng sự lễ rất là trang nghiêm xúc động lắm. Riêng ngày Chủ nhật 27 thì tại Vườn Việt là đồng hồ Việt Nam tưởng nhớ tới sự hy sinh của 6 nước đồng minh nha,
gồm có Hoa Kỳ đương nhiên, rồi Úc, Tân Tây Lan, Phi Lục Tân, Nam Hàn và Thái Lan, vân vân. Thì riêng họ đã mời, tôi được biết đã mời tất cả quốc gia, riêng đặc biệt nước Nam Hàn Triều Tiên đó, Nam Đại Hàn đó, sẽ cử một ban cổ truyền và trình diễn một điệu múa dân tộc của họ. Đó rất là đẹp, quý vị biết. Quý vị Việt Nam chúng ta mê phim Hàn thì bây giờ sẽ coi các diễn viên của họ múa một bản dân tộc lúc 10 giờ sáng tại Vườn Việt Chủ nhật ngày 27 tháng 5. Mời quý vị tham dự để chứng kiến một cái buổi lễ rất là trang nghiêm. Cảm ơn những người đồng minh mà trước giờ bị lãng quên, chúng ta chỉ lo nước Mỹ thôi, còn năm nước kia chúng ta chưa có dịp cảm ơn họ. Và để chứng kiến cái tình thân hữu với các nước các bạn, đặc biệt là của bằng trình diễn cổ truyền của nước Đại Hàn. Và mình còn một vài phút cuối cùng, nghị viên Nguyễn Tâm có muốn thưa cảm ơn cô, thưa và thưa quý vị, thưa chiều nay chừng một tiếng nữa lúc 4 giờ tại trung tâm cộng đồng có một buổi lễ đặc biệt là các em trẻ muốn tổ chức chung để cảm ơn cùng cha mẹ, thay vì làm riêng Mother's Day thì làm rất là đặc biệt tới khi Father Day tháng tới thì làm sự quả loa cho có. Các em gom lại ngày hôm nay để cảm ơn chung cha mẹ, gọi là ơn cha nghĩa mẹ. Thưa quý vị, mục đích chính là để chúng ta kể một câu chuyện, một cái kỷ niệm đẹp với cha mẹ. Riêng xin được một vài hai phút tôi kể chuyện vắn tắt thế này. Thay tôi có nhiều câu chuyện rất là xúc động, nhưng riêng một câu chuyện cần chia sẻ là tuần vừa qua Mother's Day tôi đi chợ, tự nhiên thấy một cơn quen. Đến khi quay lại cái em đó mới nhìn mới chỉ, thì tôi nhận em đó cái đây 4 năm đó là tôi có giúp cho em. Lý do tại sao là má của em bị tai nạn hit and run, bị nằm liệt cũng như nằm trút hơi thở, nhưng mà em bỏ học, em đứng bên cạnh em nuôi mẹ suốt lúc em 17 tuổi, sắp học lớp 12 đó. Và tôi thăm, tôi chỉ nín lòng nhìn, không nắm nói, nhìn cái cảnh cháu cô đơn mà vì gia đình chúng ta là coi như bố bỏ, rất là tội nghiệp. Thế rồi tức là tôi, và sau đó thì tôi giúp một thời gian mà tôi không biết mình được mẹ làm sao. Thì hôm vừa rồi cháu quay lại, cháu nhìn một tôi một thoáng mới nhớ ra, với chú chỉ cái người quay lại là mẹ của cháu. Cái đây 4 năm mẹ nằm liệt trên giường coi như thiếp đi, và nay mẹ đi bộ được. Và tôi trong cái ngày lễ tạ ơn tôi mừng vô cùng, trong cảnh tượng một đứa bé gái 16 tuổi bỏ học để nuôi mẹ 4 năm nay và đưa từ một người nằm liệt, nằm vegetative state và nay trở lại đi bộ được, và mẹ nhìn ra. Nhưng mà trước khi đi có một cái này làm tôi xúc động, là tôi tưởng là bà ấy không biết, bà nằm hôn mê mà bà quay qua bà nói tôi nhớ, bà nhớ những lần tôi ghé thăm gia đình. Thành ra một cái món quà cho Mother Day rất là xúc động. Đặc biệt tôi nghĩ tới một đứa con gái 17 tuổi và suốt 4 năm qua hy sinh để nuôi dưỡng mẹ từng bước, hôm nay đưa mẹ từ nằm trong giường, nằm ống hơi thở, và nay đưa mẹ đi chợ được. Một hình ảnh rất là xúc động trong ngày Mother Day mà tôi muốn rất là chia sẻ trong cái sự xúc động, trong cái tình cảm ngày hôm nay. Đến chiều nay hy vọng là tôi có mời cháu đưa, cố gắng đưa mẹ, mẹ đang đi dắt nhiều xe đi được, cố gắng tới để tôi giới thiệu một cái gương, một đứa con hiếu thảo tự lòng của cháu để cháu giúp, mà chúng ta mới chia sẻ chiều nay lúc 4 giờ chiều tại trung tâm cộng đồng 2072 Lucretia trong chương trình ơn cha nghĩa mẹ. Mỗi một người kể một câu chuyện, một phút kỷ niệm đẹp hay là quý hay là vui buồn với cha mẹ của mình, đó ý nghĩa chiều hôm nay. Vâng, Phương Thư xin cảm ơn thời giờ của nghị viên Nguyễn Tâm và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mến chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ vào chương trình lần tới. Mọi chi tiết, có những câu hỏi gì, có những thắc mắc gì, quý vị có thể gọi vào cho chương trình 408-947-7517 hoặc liên lạc với nghị viên Nguyễn Tâm ở số điện thoại 408-876-8766. Xin cảm ơn.